Vâng, khách hàng mua rẻ 365 xin kính chào các bác nhá. Hôm nay giới thiệu các bác cái mạch công suất gọi là cái âm ly mini đi. Đấy, nó giống với cái hôm trước nhá. AP50 ấy, nhưng mà con này nó là AP15H. Nó giống hết nhau. Nhưng mà con này công suất nó nhỏ hơn thôi, còn cái vỏ ngoài nó giống hết nhau. Con này là 20W nhân 2. Mỗi kênh là 20W, hai kênh. Chạy nguồn DC từ 8V đến 24V nhé. IC Class D, nghe tiếng nó rất là trong trẻo luôn nhé. Ở đây này, đang vặn volume hết cỡ nhé, nhưng mà không có tiếng ù sôi gì cả nhé. Này các bạn này. Không có tiếng ù sôi gì cả. Cái con này thì nó có kết nối Bluetooth này, không dây với điện thoại này, và có thể kết nối với một cái điện thoại nữa để cài cái phần mềm CineLink này để điều khiển nhạc của cái này nhá. Điều tức là cài phần mềm CineLink này ấy, là điều khiển được các chế độ âm thanh và cho to cho nhỏ, chuyển bài thế thôi. Các bác muốn xem chi tiết về cái hướng dẫn sử dụng CineLink này thì các bác xem ở cái mạch AP50 nhé. Em sẽ để ở phần bình luận từng link vào video đi ở phần bình luận nhé. Con này thì có giá là 160.000 các bác nhé. Đấy, bé con này thôi. Các bác độ chế âm thanh chạy 12V, 24V rất ok nhá. Cái này thì các bác chạy 24V thì nó tiếng nó rất là căng, nhưng mà nó rất là nóng nhá, nó hơi nóng thôi, không 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 nóng lắm ấy. Khi mà cho tiếng vừa vừa ấy, nó cũng nóng. Nhưng mà các bác chạy 12V, các bác kể cả các bạn to sờ nó vẫn mát. Đấy. Tuy nhiên thì nó sẽ kém căng hơn khoảng 10% so với 24V. Cái con âm ly này AP 15H các bác nhé, 160.000 chưa bao gồm phí ship. Các bác có thể mua hàng thì các bác liên hệ số máy nhân viên 0964 867 866 nhé. Ship hàng trên mọi miền tổ quốc, giá chưa bao gồm phí ship, tiền ship chắc thì 20.000 đấy. Này. Nhỏ thế nhưng mà rất uy lực các bác nhá. Đánh nghe rất đã luôn. Đấy, các bác có thể ghép với loa 4 ohm nhá. Loa 4 ohm thì để cho công suất nó lớn nhất. Loa 4 ohm coi khoảng 38 đổ về là các bác chơi khá là ok đấy. Tiếng bass rất là hay nhá. Tuy nhiên là đối với loa bass 25 như này thì nó sẽ không đánh hết công suất này được. Cái này phải âm ly, tuy nhiên nhưng mà cái này âm ly to, nhưng mà cái này nó đánh nghe rất hay các bác nhá. Tiếng cũng rất là to. Tuyệt vời. Rất tuyệt vời các bác nhá. Tuyệt vời luôn.
tôi định nói với em một. Em rất là hay câu nha. Xin chắc lại với các bác là cái mạch này là cái âm ly, đây là cái âm ly mini có kết nối Bluetooth, âm ly hai kênh, mỗi kênh là 20W, đánh rất là hay nhá, mã là AP15H và có thể kết nối với Bluetooth với một điện thoại nữa để cài phần mềm Sinning này để điều khiển các chế độ âm thanh, rồi là có kết nối Bluetooth này, có cổng in này, cổng out, ở cổng âm thanh vào, cổng âm thanh ra nhé, chạy nguồn 12V đến 24V, 8V đến 24V, giá 160.000 các bác nhé. Đấy, các bác mua hàng liên hệ số máy nhân viên bán hàng 0964 867 866, các bác có thể vào cái Shopee nhé, Shopee là mua rẻ 365 để các bác mua hàng. Và bên em có kênh nữa là kênh mua rẻ 365 các bác nhé. Đấy, các bác vào ủng hộ em. Và kênh rẻ tiền review các bác nhé, review những sản phẩm rẻ tiền. Đấy, xin chào các bác.